trưởng khoa Bệnh viện Nhi Thanh Hóa bị tố sàm sỡ nữ cấp dưới ngay tại bệnh viện. Cơ quan chức năng đang làm rõ đơn thư tố cáo trưởng khoa dược của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa có hành vi sàm sỡ một nữ nhân viên cấp dưới. Chiều ngày 20 tháng 1, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa xác nhận về việc có đơn thư tố cáo trưởng khoa dược của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Hiện sở này đã giao cho Thanh tra Sở và Bệnh viện Nhi xác minh làm rõ và có báo cáo trả lời nội dung đơn thư. Theo tìm hiểu thì cho biết cuối năm 2021, tỉnh ủy Thanh Hóa nhận được đơn thư có nội dung tố cáo trưởng khoa dược Bệnh viện Nhi Thanh Hóa có hành vi sàm sỡ nữ cấp dưới của khoa ngay tại bệnh viện này. Ngoài ra, đơn thư này còn tố cáo ông Hát sử dụng chứng chỉ tiếng Anh không hợp lệ. Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, qua báo cáo từ Bệnh viện Nhi cho biết trong hai nội dung tố cáo thì có một nội dung đã được trả lời. Cụ thể, vấn đề tố cáo trưởng khoa dược có hành vi sàm sỡ nữ cấp dưới là chưa có đủ cơ sở. Về nội dung tố cáo người này sử dụng chứng chỉ tiếng Anh không hợp lệ hiện vẫn đang được xác minh làm rõ. Có hai nội dung thì một nội dung họ đã trả lời là chưa có đủ cơ sở do camera quá thời gian nên không xem được nữa, không có chứng cứ để chứng minh. Còn đối với nội dung tố cáo chứng chỉ không hợp lệ đang chờ xác minh làm rõ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa trả lời. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.